Facebook của em Thêu thì anh chị có thể giúp em Thêu chia sẻ livestream và có thể tag những người bạn của mình vào ha. Được không ạ? Chúng ta cùng nhau gieo nhân tốt và gặp lại bầu trời quả ngọt. Còn như anh chị trong Zoom thì anh chị ngồi nghiêm túc nhất có thể, tập trung nhất có thể và nhớ phản hồi lại những cái gì mà em có thể đặt câu hỏi ra, được không các anh chị? Đồng ý không ạ? Để giúp cho các anh chị hiệu quả nhất trong cái buổi mà các anh chị ngồi ở đây. Rồi, em xin phép bắt đầu luôn ha. Cảm xúc tuyệt vời nhất thì hôm qua chúng ta đã xong cái phần đằng trước đúng không ạ? Cái khi mà anh chị cảm thấy tồi tệ thì đó là bởi vì ạ? Vũ trụ đã báo cho các anh chị biết ha. Vũ trụ báo động cho các anh chị biết rằng là đây, anh chị đang có một cái cảm xúc không tốt. Nên là anh chị cần phải gì ạ? Anh chị cần phải gì ạ? Đúng rồi, cần phải thay đổi. Cái cảm xúc mà vũ trụ thông báo cho các anh chị là không có tốt, là đang gì ạ? Báo động cho các anh chị biết là anh chị có một cái luồng suy nghĩ nó bị chạy hướng. Nên là cần phải báo động cho các anh chị thay đổi. Tuyệt vời. Vậy thì cho em hỏi là trong ngày hôm nay có vũ trụ có báo động cho các anh chị cái gì để cần thay đổi không ạ? Các anh chị có không ạ? Có. Vậy thì hôm nay anh chị đã có thay đổi cái gì chưa ạ? Suy nghĩ, đã có thay đổi suy nghĩ đúng không ạ? Ok, có một bạn anh chị phản hồi rất là hay ha, em cảm nhận được luôn đó. Rồi, tuyệt vời các anh chị. Vậy thì bữa nay là chúng ta sẽ đi về cái phần là gọi là tình yêu. Thì cái tình yêu này nó là cái gì? Và cảm xúc tuyệt vời nhất, tại sao gọi tình yêu là cảm xúc tuyệt vời nhất? Và sau cái buổi ngày hôm nay, em muốn các anh chị hãy gia tăng cái cảm xúc về tình yêu của mình. Được không các anh chị? Gia tăng cái cảm xúc về tình yêu. Không những là tình yêu giữa mình với cha mẹ, với lại bạn đời, hay là với chồng, với vợ, với con, mà chúng ta phải gia tăng tình yêu về tất cả những cái thứ mà chúng ta nghĩ tới. Được không các anh chị? Thì sau ngày hôm nay chị sẽ hiểu được tại sao cái cảm xúc về tình yêu nó là một cái cảm xúc tuyệt vời nhất. Được không các anh chị ơi? Lặp lại với em ha. Tại sao tình yêu là cảm xúc tuyệt vời nhất? Rồi, em xin đọc cái đoạn này ha. Nguyên tắc cảm nhận cảm xúc tốt nhất có thể áp dụng ngay với vật nuôi trong gia đình của bạn. Động vật là những người bạn kỳ diệu vì chúng đưa bạn đến những trạng thái cảm xúc tuyệt vời. Khi tình yêu thương dành cho thú cưng của bạn tăng lên, thì cảm xúc yêu thương đó sẽ mang những điều tốt đẹp đến cuộc sống của bạn. Và đó thật sự là một món quà của cuộc sống. Rồi anh chị nhớ cho em cái câu là gì ạ? Cảm xúc yêu thương sẽ mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nha, anh chị lặp lại ha. Cảm xúc yêu thương là mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm xúc yêu thương mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đúng rồi. Chính sự kết hợp giữa suy nghĩ và tình yêu đã tạo nên một sức mạnh không thể cưỡng lại của luật hấp dẫn. Anh chị lặp lại cho em ha. Sự kết hợp giữa suy nghĩ và tình yêu. Sự kết hợp giữa suy nghĩ và tình yêu tạo ra một sức mạnh không thể cưỡng lại được. Đây là sức mạnh của luật hấp dẫn các anh chị ha. Rồi, không có sức mạnh nào trong vũ trụ này lớn hơn sức mạnh của tình yêu. Tình yêu là cảm xúc có tần số mạnh nhất mà bạn có thể phát ra. Anh chị lặp lại với em ha. Tình yêu là cảm xúc có tần số mạnh nhất. Rồi, anh Trương Quang Phúc anh đọc to ra giùm cho em ha. Được không ạ? Nếu bạn suy nghĩ về mọi thứ trong trạng thái yêu thương, nếu như bạn yêu mấy mọi thứ và mọi người, thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thay đổi. Anh chị lặp lại cái chìa khóa đây ha. Suy nghĩ về mọi thứ trong trạng thái yêu thương. Yêu mấy mọi thứ và mọi người, cuộc sống chắc chắn thay đổi. Rồi em hỏi lại các anh chị nha. Trong cuộc sống của các anh chị có đảm bảo là anh chị đang yêu tất cả mọi thứ và mọi người không? Có không các anh chị? Anh chị có yêu tất cả mọi thứ không ạ? Yêu tất cả mọi thứ là sao ạ? Ví dụ như xung quanh các anh chị có nhiều đồ vật không ạ? Là cuốn sách này có thể là một vật không ạ? À đúng rồi. Anh chị có yêu nó không?
Anh chị có yêu đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra, nếu như anh chị yêu mọi thứ và mọi người thì trong cuộc sống các anh chị chắc chắn thay đổi. Vậy thì anh chị có cần phải luyện để yêu mọi thứ và mọi người không ạ? Giả sử như chúng ta chưa có được cái tình yêu đấy thì chúng ta có cần phải luyện các anh chị? Vậy thì anh chị phải nhớ là từ đây trở về sau, anh chị hãy luôn luyện gì ạ? Luyện yêu mọi thứ xung quanh và tất cả mọi người. Yêu tất cả mọi người, dù cái người đó họ có những cái điều không tốt với các anh chị, thì anh chị cũng phải có một cách nhìn là có một cái sự thông cảm, cảm thông. Tuy là chúng ta không thể nào mà ở bên họ, nhưng mà chúng ta phải có cái sự gì cảm thông cho họ. Như thế mới gọi mới là gì ạ? Yêu mến mọi thứ và mọi người. Anh chị có hình dung được không ạ? Suy nghĩ mọi thứ trong trạng thái yêu thương. Khi mà anh chị nghĩ về một cái điều gì đó mà nó mang một cái tình yêu, một cái sự thông cảm, một cái sự đồng cảm, một cái sự hiểu, hiểu sâu, hiểu rộng, thì anh chị sẽ sao ạ? Luôn có một cảm giác yêu thương mọi người. Rồi cái này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và luyện trong ngày hôm nay và về sau được không các anh chị? Rồi, anh chị có đồng ý không ạ? Đồng ý là kể từ giây phút này từ đây về sau, tôi là luôn yêu mấy mọi thứ và tất cả mọi người. Đúng rồi, thì anh chị sẽ có một cái nhìn đời nó rất là màu hồng các anh chị nhé. Thực tế thì một số nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử thường ví luật hấp dẫn là quy luật tình yêu. Anh chị lặp lại ha, quy luật tình yêu. Và nếu suy nghĩ kỹ về điều này thì bạn sẽ nghiệm ra được cái lý do, nếu như bạn có những cái suy nghĩ không tốt về người khác thì chính bạn sẽ chịu tác động của những cái suy nghĩ đó khi nó được phát ra. Rồi anh chị lặp lại cho em là chịu tác động những suy nghĩ đó. Đúng rồi, anh chị nghĩ cái gì về người khác không quan trọng, nhưng mà chính ai là người bị chịu tác động các anh chị? Chính mình là người bị chịu tác động bởi chính cái suy nghĩ của mình, bởi chính cái suy nghĩ của mình. Bạn không thể làm hại người khác thông qua suy nghĩ của bạn, mà bạn sẽ chỉ làm hại chính bạn thôi. Nếu như bạn suy nghĩ về tình yêu, không ai khác mà chính bạn là người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Ai là người hưởng lợi nhất các anh chị? Đúng rồi. Vì vậy nếu trạng thái chủ yếu của bạn là yêu thương thì luật hấp dẫn hay luật về tình yêu sẽ phản hồi xung quanh mạnh mẽ nhất của bạn đang trong cung bậc tần số tiềm năng cao nhất. Bạn càng cảm thấy và lan tỏa tình yêu thương nhiều bao nhiêu thì bạn càng cảm được nhiều sức mạnh bấy nhiêu. Ok, chị lặp lại cho em ha. Lan tỏa tình yêu thương bao nhiêu Lan tỏa tình yêu thương bao nhiêu thì cảm thấy sức mạnh bấy nhiêu. thì cảm thấy sức mạnh bấy nhiêu. Vậy thì nếu như anh chị muốn càng mạnh không ạ? Anh chị muốn mình càng mạnh thì anh chị phải sao ạ? Anh chị phải lan tỏa tình yêu thương càng nhiều. Được không các anh chị? Đúng rồi. Và trong cái zoom sáng, chương trình zoom sáng các anh chị, là anh chị có cái quy định đó, anh chị được luyện cái tình yêu thương này vào cái quy trình đó các anh chị. Và nếu anh chị có vào zoom sáng hay không vào zoom sáng thì em cũng khuyên các anh chị hãy làm những cái quy trình đấy để anh chị luyện cái tình yêu thương. Theo các anh chị là tự nhiên mình sinh ra cái mình có cái tình yêu thương không các anh chị? Có không các anh chị? Không. Mà tình yêu thương á, tình cảm, cảm xúc của các anh chị, nếu như mà chúng ta không luyện tập, chúng ta không gia tăng nó thì nó sẽ mất đi. Còn nếu như mà các anh chị luyện tập, anh chị tập trung, anh chị gia tăng nó thì nó sẽ gì ạ? Càng ngày càng mạnh lên. Càng ngày càng mạnh lên các anh chị. Ở đây là em cũng xin mời các anh chị có thể là vào chương trình Dương Sáng được ạ. Anh chị đọc cho em cái trang 39 ha. Cảm xúc là sự khao khát. Cảm xúc là sự khao khát và sự khao khát là tình yêu thương. Một khi suy nghĩ được thai nghén bởi tình yêu, anh chị lặp lại ha, suy nghĩ được thai nghén bởi tình yêu. Suy nghĩ được thai nghén bởi tình yêu. Anh chị hiểu cái cụm từ thai nghén không ạ? Là cái thai nhi được hình thành, hoặc là cái suy nghĩ được hình thành từ tình yêu. Xuất phát bản gốc của nó là tình yêu. Nó sẽ ẩn chứa một sức mạnh vô địch. Lặp lại cho em ha, sức mạnh vô địch. Đúng rồi. Một khi bạn bắt đầu thấu hiểu và thật sự làm chủ được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, khi ấy bạn sẽ thấy rõ được quá trình bạn tạo ra mọi thứ trong cuộc sống của mình. Anh chị lặp lại với em ạ. Thấu hiểu và làm chủ được suy nghĩ.
thấu hiểu, làm chủ được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Thấu hiểu và làm chủ được suy nghĩ và cảm xúc. Thì anh chị sẽ đạt được cái trạng thái là tạo ra mọi thứ cho cuộc sống của mình. Tạo ra mọi thứ cho cuộc sống của mình. Ok các anh chị. Những cái câu nói này anh chị phải nhớ được mà. Anh chị lật qua trang 40 giúp em ha. À, Albert Einstein có câu nói như này các anh chị. Câu hỏi quan trọng nhất mà ai cũng nên tự hỏi chính bản thân của mình là vũ trụ này có thân thiện hay không? À, vũ trụ này có thân thiện hay không? Và câu trả lời là các anh chị, câu trả lời duy nhất đó chính là có. Và khi bạn trả lời theo cách này thì theo luật hấp dẫn bạn chắc chắn sẽ được trải nghiệm điều đó. Và Albert Einstein cũng cho các anh chị câu trả lời như sau. Anh chị nhớ câu trả lời này được không ạ? Rồi, đặt lại câu hỏi này các anh chị. Vũ trụ này có thân thiện hay không nhỉ? Đúng rồi, lặp lại câu hỏi cho em nè. Vũ trụ này có thân thiện hay không nhỉ? Theo các anh chị thì vũ trụ có thân thiện không? Bạn có thể khẳng định và tuyên bố như sau các anh chị. Vũ trụ thật quá tuyệt vời. Lặp lại cho em nha. Vũ trụ đang mang đến cho tôi mọi điều tốt lành. Vũ trụ đồng hành cùng tôi trong mọi việc. Vũ trụ hỗ trợ tôi trong tất cả mọi thứ tôi làm. Vũ trụ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi ngay tức khắc. Hãy biết rõ rằng đây là một vũ trụ thân thiện. Đây là một vũ trụ thân thiện. Rồi anh chị nói cái đoạn này vô. Đoạn này á, là anh chị phải học thuộc, nhớ, liên tục nhắc nhở bản thân. Anh chị phải liên tục nhắc nhở bản thân các anh chị. Vũ trụ thì đây là một vũ trụ thân thiện. Đặc biệt là vũ trụ luôn đáp ứng mọi yêu cầu cho các anh chị ngay tức khắc. Chào các anh chị ơi. Nhớ câu này, lặp lại câu này cho em ha. Vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu cho các anh chị ngay tức khắc. Quan trọng là anh chị có yêu cầu không? Quan trọng là anh chị có yêu cầu không nè? Quan trọng là anh chị yêu cầu cái thứ anh chị muốn hay là anh chị cứ yêu cầu cái thứ anh chị không muốn? Đây là hai cái câu hỏi mà chị phải hỏi bản thân mình. Được không ạ? Vũ trụ đáp ứng cho các anh chị mọi thứ anh chị muốn ngay tức khắc. Nhưng mà quan trọng là anh chị có yêu cầu hay không. Đó. Và anh chị yêu cầu cái thứ anh chị muốn hay là anh chị không muốn đây. Anh chị nhớ nha. Xuống dưới gì mà. À, xin mời các anh chị dùng nước ha. À. Đâu mời các anh chị dùng nước ạ. À. Từ khi tôi thấu hiểu được bí mật và bắt đầu áp dụng nó vào cuộc sống các anh chị, cuộc sống của tôi trở nên thật là diệu kỳ. Cuộc sống của tôi trở nên rất là diệu kỳ các anh chị nha. Các anh chị có muốn biết nó diệu kỳ như thế nào không ạ? À, tôi có được một cái người chồng vô cùng lãng mạn, đẹp trai, body xấu muối, bờ vai rộng. Đặc biệt là có một cái mùi hương vô cùng quyến rũ, nụ hôn thì ngọt ngào. Và là một người chồng siêu giàu, anh chị, truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Và đặc biệt là gì ạ? Tôi đã vô cùng thành công đi du lịch khắp nơi trên thế giới, truyền cảm hứng cho hàng triệu người, cho cha mẹ của tôi một cái cuộc sống tốt đẹp nhất, cho gia đình của tôi có một cuộc sống những điều tốt đẹp nhất trên cuộc sống này. Đi những cái chiếc siêu xe, ở nhà sang trọng quý phái, ăn mặc sang trọng, ăn những bữa ăn hạng sang đầy đủ chất dinh dưỡng. Tất cả những điều này đã, đang và tiếp tục xảy ra vì tôi biết cách ứng dụng bí mật. Tôi đang sinh sống trong một căn hộ trị giá là 4,5 triệu đô la. Tôi có một người vợ, một người chồng vô cùng sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi và tôi làm mọi thứ vì cô ấy. Tôi đi du lịch đến những cái nơi tuyệt vời trên thế giới, chinh phục nhiều đỉnh núi và thám hiểm ở châu Phi. Và tất cả những điều này đã, đang và tiếp tục sẽ xảy ra vì tôi biết ứng dụng bí mật. Vậy thì quan trọng là anh chị đã có cái cuộc sống mà anh chị mong muốn chưa các anh chị?
Và bây giờ anh chị chỉ cần biết ứng dụng bí mật thôi thì cái cuộc sống đó nó sẽ đã đang mà sẽ tiếp tục xảy ra trong cuộc sống của các anh chị. Vậy anh chị có cần thấu hiểu luật hấp dẫn không các chị ơi? Và có cần phải ứng dụng nó hàng ngày không ạ? Hay là ứng dụng một tháng thôi nghỉ? Ứng dụng tháng nghỉ được không các anh chị? Anh chị phải ứng dụng cả đời. Cái gì ảnh hưởng đến cuộc đời của mình thì mình biết nó càng nhiều càng tốt. Hay các anh chị là mình tiếp xúc nó một lần thì các chị hiểu chưa? Chưa. Đó là lý do mà em Heo phải gì ạ? Bảo các anh chị vào chương trình Zoom sáng rồi học livestream, thậm chí là liên tục trong vòng 90 ngày cho các anh chị. 90 ngày sau đó em Heo không có dừng lại đâu, các anh chị cứ yên tâm. Các anh chị sẽ còn nhiều điều tuyệt vời ở phía đằng sau đang chờ đón các anh chị nữa. Các chị lạc quan trang 41 ha. Cuộc sống có thể trở nên vô cùng kỳ diệu và nó nên như thế, nó sẽ như thế. Và khi bạn bắt đầu áp dụng luật hấp dẫn, cuộc sống khi mà các chị bắt đầu áp dụng luật hấp dẫn thì cuộc sống sẽ trở nên gì ạ? Vô cùng gì? Vô cùng gì các anh chị? Vô cùng kỳ diệu, một màu hồng. Từ khi mà em biết cái luật hấp dẫn, em biết sức mạnh tiềm thức các anh chị em ứng dụng á, là cuộc sống của em là lúc nào nó cũng như màu hồng các anh chị, nó đều diễn ra theo ý mình muốn. Dù nó tốt đẹp hay không tốt đẹp, dù nó trong trường hợp gì thì mình cũng có thể điều hướng cái chuyện đó nó theo cái ý mình muốn. Nó theo cái thứ mà ít ra là nó sẽ bảo vệ được mình, cái mình, và bảo vệ được mình ở cái trạng thái là tốt đẹp nhất. Đây chính là cuộc sống của bạn và nó đang chờ bạn để được bạn khám phá. Anh chị mà lặp lại cho em à, khám phá, chờ bạn khám phá. Bây giờ có chịu khám phá không? Từ trước đến giờ bạn có thể cho rằng cuộc sống này thật là khó khăn và nhiều trở ngại. Thông qua luật hấp dẫn, bạn sẽ trải nghiệm những khó khăn và vất vả trong cuộc sống của bạn. Ngay bây giờ hãy hét to vũ trụ rằng cuộc sống thật dễ dàng, cuộc sống thật tuyệt vời, tất cả những điều tốt đẹp hãy đến với tôi. Anh chị ngồi im nói, nó không có nhầm yêu gì đâu các anh chị. Anh chị phải làm như em làm quấy trời vậy đấy. Chưa chắc cái vũ trụ nó nghe nữa. Mà anh chị ngồi, cuộc sống thật tuyệt vời, cuộc sống thật dễ dàng, tất cả những điều tuyệt vời hãy đến với tôi. Bây giờ anh chị bỏ cái tôi rồi dẹp, bữa sau đi học với các anh chị, vô lớp học của em là anh chị làm gì nè, cái tôi ơi đã thì bắt bỏ răng bên ngồi đó, ngồi im đó cho ta nha, rồi cái bắt đầu các anh chị sẽ học một cách thoải mái nhất. Mà em làm gì các chị làm theo đi, lặp lại được không ạ? Anh chị làm tốt hơn được không? Chị đừng cứ ngồi như thế này, hai cái tay các anh chị đâu quơ quấy rồi lên, nó mới tạo ra gì ạ? Năng lượng tạo ra bùng cháy. Anh chị thử một lần đi, anh chị thử quay về trẻ thơ, là một đứa trẻ thử một lần đi các anh chị. Anh chị có biết hoa hậu không các anh chị? Hoa hậu là những người hoa hậu phong cách. Anh chị đừng có ngồi đây mà làm hoa hậu phong cách nữa. Hoa hậu phong cách là rất là điềm đạm, rất là từ tốn, anh đi nhẹ nó khẽ cười duyên, không có dám làm cái gì mà nó vực ra cái khỏi cái khung hình này hết các anh chị. Bởi vì sao em là hoa hậu? Mà hoa hậu là phải có phong cách, là phải dịu nhẹ, phải điệu đà, anh nó mới đúng là hoa hậu được. Anh chị ok không ạ? Anh chị có phải là hoa hậu đâu? Anh chị có phải là hoa hậu đâu? Mà hoa hậu bây giờ anh chị thấy không? Hoa hậu bây giờ cũng rapper rồi. Giờ hoa hậu khác là các anh chị thời đại 4.0, mà hoa hậu bây giờ khác rồi. Hoa hậu là lên rapper rồi các anh chị. Đã có hoa hậu là phải lắng xăng ra rapper luôn rồi. Nên là các anh chị đừng có giữ hoa hậu phong cách nữa được không? Cái tôi đâu? Bóc ra. Ngồi đi chơi giùm cái đi, ngồi để chị học bài đó em ơi. Để cho anh học bài cái đã, rồi tí ra đi ngủ rồi em vô em làm gì đó em làm. Đi ngủ hoa hậu phong cách được không các anh chị? Được. Đi ngủ hoa hậu phong cách được. Lát anh chị đi ngủ rồi anh chị làm cái gì đó anh chị làm. Còn bây giờ về học thì anh chị sao ạ? Cứ bung tỏa hết cho em. Tại sao? Cái não các anh chị phải thoải mái, người các anh chị nó phải hào hứng hào nhiệt thì em mới gửi hết cho tất cả anh chị những cái điều tuyệt vời nhất được. Thì học, đi học với các anh chị nó là một cái việc nó chưa dễ dễ nhất trên cuộc đời này đâu. Tại vì học á, là nó đòi hỏi là anh chị phải nạp một cái lượng kiến thức vô não của mình. Nên là một số anh chị ngoài kia họ không có thích học với các anh chị, họ thích đi làm tay chân thôi, có nghĩa là sai vặt gì việc gì thì họ cứ làm cho nó xong việc thôi, chứ họ không có thích học đâu. Mà các anh chị dành thời gian vô đây ngồi á là các anh chị là vô địch thiên hạ rồi.
anh chị là cái loài mà gọi là đặc biệt nhất trên cái thế gian này, người ta mới chọn cái con đường là học vấn, nạp tư duy, nạp kiến thức từ 7:30 đến 10:30 thì không ai địch lại các anh chị rồi. Nhưng mà bây giờ mình lỡ ngồi đây rồi thì mình bỏ cái hoa hậu phong cách của mình, mình phải gì ạ? Mình phải nạp được nhiều nhất có thể. Anh chị công nhận với em được không ạ? Đồng ý được không các anh chị? Nên là bung lụa cái bà phong cách ra, cái bà cái tôi đó lột cái tôi ra một bên, tại vì ở đây không ai để ý các anh chị đâu. Các chị hiểu nói không? Bây giờ em nói giả sử như là chị Nương hoặc là bạn Kháng Chinh hay là bạn Thiện ở đây, em nói các anh chị là họ đâu có thấy các anh chị đâu, cái điện thoại nó chỉ chiếu một người thôi nè, không có chiếu bốn người nè. Các anh chị làm như không ai thấy, nhưng mà em thấy nha. Nhưng mà em thấy các anh chị, nhưng mà anh chị ngồi đây là em thấy hết. Còn cái người bạn ngồi học đó, là không có thấy các anh chị đâu. Nhưng mà anh chị ngồi đây mà anh chị hoa hậu phong cách là em không có thích. Tại vì em chỉ thích nhìn những cái người bạn mà gọi là học nghiêm túc có thể nhất. Đó là em thích những người bạn đó. Nên là anh chị đang là gọi là đang nằm trong tầm ngắm của em. Anh chị đang muốn em là cái người phải chấm anh chị điểm cao đúng không? Thì anh chị học cho nó bùng cháy lên. Còn mấy cái bạn kia nó không có thấy các anh chị đâu. Mà giả sao nó có thấy đi chăng nữa, tối về ngủ không có nhớ các anh chị là ai đâu. Thậm chí em hỏi các anh chị là cái mục tiêu 30 ngày của người ta, người ta còn nhớ nổi chứ. Chứ đừng có nói mà bây giờ nhớ tới các anh chị. Không có ai quan tâm các anh chị là đẹp hay xấu hay là số hay là hoa hậu phong cách hay là hoa hậu bình thường vậy hết. Mà người ta chỉ biết là cái mục tiêu của họ, hỏi cái mục tiêu của anh chị còn nhớ chưa nữa. 30 ngày thôi, mục tiêu 30 ngày mấy trăm triệu lợi nhuận, hỏi còn trả lời sai nữa. Cho bữa hôm nay thì trả lời 50, mai trả lời 60 nữa đó. Nên là cũng không có biết được là các anh chị đừng có lo á, là người ta sẽ dị nghị mình, mình lớn rồi, mình cũng ba mấy tuổi rồi, đâu còn nít đâu mà làm cái trò này là gì. Anh chị đừng có nghĩ vậy, nó không giúp các anh chị giàu lên đâu. Nên tốt nhất là một khi mà đã đi tiến lên con đường thành công, học lãnh đạo không chức danh rồi đúng không ạ, là anh chị phải là cái người sống bản thân của mình, lột xác thành người khác, được không các anh chị? Yeah, đúng rồi, phải vậy đó các anh chị ơi. Yes, chứ đừng có gục riết rồi đó, cái cổ là coi như là nó cũng chưa có khỏe đó, nên là đừng có gục. Yes, ok, chị thích, chị quyết tâm, à chị làm được. Yes, rồi qua đoạn cái gì. Bây giờ lặp lại cho em ha. Ngay bây giờ bà hãy hét to vũ trụ rằng là gì? Cuộc sống thật dễ dàng. Đúng rồi, phải vậy chứ. Tất cả những điều tốt đẹp hãy đến với tôi. Đúng rồi, sau khi các anh chị làm vậy, các anh chị thấy anh chị trẻ tuổi hơn chưa? Đó, nó phải vậy đó các anh chị. Đã đi học rồi đúng không? Nên là em nói là không có ai quan tâm các anh chị. Trên cuộc đời này, anh chị đi ra chợ, chị thử không có ai để ý các anh chị đâu. Nên là anh chị đừng có lo là người ta nói gì các anh chị. Rồi xuống đoạn dưới trang 41 giúp em ha. Cuộc sống sự thật là đang ẩn sâu trong bạn và đang chờ bạn khám phá. Một cái sự thật đó chính là gì ạ? Bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp mà cuộc đời ban tặng. Anh chị lặp lại ha. Xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp mà cuộc đời ban tặng cho tôi. Đúng rồi, các chị rất xứng đáng nha chị. Bạn biết điều đó là hiển nhiên, bởi bạn cảm thấy khủng khiếp khi phải sống một cuộc sống khó khăn và thiếu thốn. Bạn có quyền tạo ra cuộc sống tốt đẹp. Lặp lại cho em nha, bạn có quyền tạo ra cuộc sống tốt đẹp. Tôi có quyền tạo ra cuộc sống tốt đẹp nha. Bạn là đấng tạo hóa của chính bản thân mình và luật hấp dẫn là công cụ kỳ diệu để tạo ra bất cứ điều gì bạn muốn. Công cụ kỳ diệu tạo ra bất cứ điều gì mình muốn trong cuộc sống của tôi. Hãy hân hoan chào đón điều kỳ diệu cuộc sống và tuyệt vời của bạn. Rồi anh chị đã nhớ cái tình yêu này chưa ạ? Thì đoạn này anh chị nhớ giúp em là cái suy nghĩ kết hợp với tình yêu. Vậy thì bây giờ kể từ nay về sau là anh chị hãy luôn gỡ gắm khi mà nghĩ đến vật gì đó, nghĩ đến cái gì đó, hãy trao nó một cái tình yêu thương. Suy nghĩ được thay nghén bởi tình yêu. Được không các anh chị ơi? Tổng kết về bí mật một chút các anh chị nha. Luật hấp dẫn là một quy luật tự nhiên, nó không có ngoại lệ và cũng như quy luật về trọng lực vậy. Anh chị nhớ quy luật trọng lực đúng không ạ? Nó không có ngoại lệ. Đọc lại cho em ạ, không có ngoại lệ.
không có điều gì có thể xảy ra trong cuộc sống của bạn nếu như bạn không thực hiện kêu gọi nó bằng cách liên tục suy nghĩ về nó. Lặp lại cho em, kêu gọi bằng cách liên tục suy nghĩ về nó. Vậy thì anh chị, cái câu hỏi đặt ra là anh chị muốn kêu gọi cái gì và liên tục suy nghĩ về cái gì? Đúng rồi các anh chị. Để biết được bạn đang nghĩ cái gì, hãy tự hỏi bản thân xem cảm xúc hiện tại của bạn là gì. Anh chị hỏi lại bản thân nha, cảm xúc hiện tại của tôi là gì? Lặp lại cho em nè, cảm xúc hiện tại của tôi là gì? Cảm xúc là công cụ hữu hiệu để giúp cho anh chị biết được anh chị đang nghĩ cái gì. Ok. Chúng ta không thể vừa cảm thấy tồi tệ và vừa cảm thấy suy nghĩ tốt đẹp cùng một lúc được. Suy nghĩ của bạn quyết định tần số của bạn, và bạn cảm xúc của bạn nói cho bạn biết hiện tại bạn đang thuộc tần số nào. Khi cảm thấy tồi tệ thì bạn đang thuộc tần số tiêu cực, và điều đó sẽ thu hút những điều không tốt đến với bạn nhiều hơn. Khi cảm thấy tốt đẹp thì bạn sẽ thu hút cái gì các anh chị? Những điều tốt đẹp, và mình sẽ hút cái gì? Những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình một cách mạnh mẽ. Nhân tố chuyển đổi cảm xúc, anh chị còn nhớ cái nhân tố chuyển đổi cảm xúc của mình không ạ? Cái danh sách mà chuyển đổi cảm xúc đó là cái gì mà phim gì nhớ không? Ca nhạc gì á các anh chị nhớ không? Phải liên tục nghe cái gì? Nghe cái nhạc mà mình thích, rồi xem cái gì mà mình nhớ đến cái gì? Người yêu. Rồi nhớ đến những cái gì ạ? Bức tranh của mình, những cái kế hoạch mà mình muốn làm, nói chung là nhớ đến những cái điều gì các anh chị? Những cái gì mà khiến cho anh chị cảm thấy như nào, cảm thấy sướng hay cảm thấy buồn? Cảm thấy sướng nha chị nha. Rồi lặp lại cho em ha, danh sách nhân tố chuyển đổi cảm xúc nó là bao gồm những cái điều mà anh chị nghĩ tới anh chị cảm thấy sướng, nghĩ tới cảm thấy sướng. Và chẳng hạn như những cái ký ức vui vẻ ở thiên nhiên hoặc là bản nhạc yêu thích có thể thay đổi cảm xúc và tần số của anh chị ngay lập tức. Cảm xúc yêu thương là tần số cao nhất mà bạn có thể phát ra, bạn cảm nhận và truyền đi, càng nhiều tình yêu thì càng có nhiều sức mạnh để chinh phục. Ok, à, cái bài này anh chị đã tóm tắt được, anh chị nhớ giúp em được chưa ạ? Đầu tiên là gì ạ? Không có ngoại lệ. Cái gì không có ngoại lệ các anh chị? Luật hấp dẫn không có. Không có ngoại lệ. Thứ hai nữa là gì ạ? Những cái gì mà xảy ra cuộc đời các anh chị là do các anh chị ạ? Kêu gọi, do các anh chị kêu gọi thông qua cái việc gì? Lặp lại cái suy nghĩ đó nhiều lần. Kêu gọi hay còn gọi là gì các anh chị? Triệu hồi 100 giây đi là nhân. Các anh chị còn nhớ cái chữ đó không ạ? À? Đúng rồi. Do các anh chị triệu hồi thông qua cái việc là gì ạ? À? Suy nghĩ đến cái điều đó nhiều quá. Rồi cái điều thứ ba đấy là anh chị là gì? Anh chị hãy nhớ là gì ạ? À? Anh chị hãy luôn đặt câu hỏi là cảm xúc hiện tại của mình. Sao? Cảm xúc hiện tại của mình là cái gì? Là đang tốt, đang phấn chích, hay là đang không được thoải mái, hay đang không tốt? Rồi anh chị lật qua cho em cái cách sử dụng luật hấp dẫn ha. Lật qua chưa các anh chị ơi? Trang 45, cách sử dụng luật hấp dẫn. Rồi xin mời các anh chị dùng nước nha. Các anh chị đang chăm chú nghĩ gì vậy? Em nói các anh chị không tập trung nghĩ. Anh chị đang nghĩ gì vậy các anh chị? Anh chị ghi nhưng mà anh chị cũng phải phản hồi những cái gì em hỏi nha. Cửa khốn. Rồi thẳng lưng đi nào. Thẳng lưng đi các anh chị ơi. Đúng rồi. Ngồi cho nó chiếm trễ rồi. Ngồi chiếm trễ uống ly nước cho nó hoành tráng anh các anh chị. Cách sử dụng luật hấp dẫn các anh chị. Bạn là người tạo ra mọi thứ. Và sử dụng luật hấp dẫn trong cuộc sống là quá trình dễ dàng nhất để tạo ra mọi thứ. Cái gì dễ dàng tạo ra mọi thứ giúp cho các anh chị tạo ra mọi thứ đấy? Sử dụng cái gì ạ? À, luật hấp dẫn. Những bậc thầy vĩ đại nhất và các cái vĩ nhân trong lịch sử truyền lại quy trình kiến tạo thông qua các tác phẩm xuất sắc của họ ở dưới rất là nhiều hình thức khác nhau,
Trong số đó có những cái vị thầy đã tạo ra cái câu chuyện để minh họa cho cơ chế hoạt động vũ trụ. Tóm lại là trong thời xưa các anh chị, nó sẽ có rất là nhiều người thầy vĩ đại, họ tạo ra những cái câu chuyện để minh họa cho luật hấp dẫn. Và một trong những câu chuyện đó là như sau. Anh chị còn nhớ câu chuyện Aladdin và cây đàn thần không các anh chị? Và như các anh chị nhớ cho tôi rồi. Tôi đúng rồi, cảm ơn các anh chị. Anh chị phải nhanh lên nha, em phản hồi, em đang kiểm tra thử các anh chị có phản hồi nhanh không đó. Anh chị mà phản hồi được tất cả những cái câu hỏi của em thì anh chị là vô địch thiên hạ, khả năng các anh chị tập trung khá cao. Aladdin cầm chiếc đèn lên phủi bụi ha. Đây có cái chiếc đèn nào không các anh chị ơi? À, cầm lên phủi bụi được không ạ? Đây, cái này em thấy giống Aladdin này các anh chị. Chiếc đèn thần Aladdin bắt đầu là phủi bụi các anh chị. Phủi bụi sao các anh chị? Và bất ngờ cái đèn thần, thần đè bắt đầu xuất hiện ra kế bên, hỏi hỏi gì các anh chị? Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngài muốn cái gì? Theo câu chuyện được kể lại thì Aladdin chỉ có 3 điều ước thôi. Nhưng mà tuy nhiên, nếu anh chị tìm lại những cái phiên bản đầu tiên của câu chuyện này thì thật ra số lượng điều ước là không hề bị giới hạn. Không hề bị giới hạn là bao nhiêu các anh chị? Là bao nhiêu điều các anh chị đếm được không? Không. Là anh chị muốn, có nghĩa là mình muốn bao nhiêu cũng được hay các anh chị? Nếu mà 3 điều ít không các anh chị? 3 điều ít chính. Nên là anh chị phải biết là trong cuộc sống này anh chị ước gì ạ? Anh chị có vô hạn cái điều ước. Chị câu hỏi đặt ra là hàng ngày anh chị đang ước cái gì? Hàng ngày anh chị đang ước cái gì vậy? Chị cho hỏi các anh chị là từ hồi nhỏ tới giờ anh chị ước cái gì vậy? Có phải cái cuộc sống ngày hôm nay diễn ra trong cuộc đời các anh chị là do các anh chị ao ước mà? Rồi, vậy thì bây giờ anh chị biết là anh chị ước cái gì chưa? Anh chị đã biết anh chị ao ước cái gì chưa ạ? Có chưa các anh chị? Giờ có, nó có chưa, nó chưa nha. Chơi sòng phẳng nha. Cái này mình sòng phẳng với nhau nha. Không có cái chuyện mà không trả lời nha. Hãy thử suy nghĩ về điều đó. Bây giờ hãy lấy câu chuyện mang tính ẩn dụ này và áp dụng vào cuộc sống của bạn nha. Hãy nhớ rằng Aladdin là người luôn yêu cầu có những gì anh ấy mong muốn. Và bạn hãy coi vũ trụ như vị thần đèn. Vũ trụ giống ai các anh chị? Vũ trụ giống ai ạ? Cái đây là cái đèn. Cái đây là cái đèn các anh chị. À, cái đây là cái đèn. Cái đây là cái đèn. So so cái đèn thì cái gì ra, cái gì xuất hiện? So cái đèn thì cái gì xuất hiện các anh chị? Thần đèn xuất hiện nha, chứ không phải là cây đèn xuất hiện. Rồi còn em là ai? Em là ai? Em là đứa nào ạ? Aladdin. Aladdin. Và thần đèn á, thần đèn xuất hiện sao? Thần đèn nói gì các anh chị? Mong muốn của bạn là mệnh lệnh cho tôi. Giờ muốn cái gì nè? Nói. Giờ muốn cái gì cũng không biết nữa, thôi làm sao, vô tôi ngủ tiếp đây. Vô chui vô cái đèn ngủ lại các anh chị. Nên là anh chị muốn gì anh chị phải nói được mà. Ok. Hãy nhớ rằng Aladdin là người luôn yêu cầu có được những cái điều anh ấy muốn. Là em luôn, em phải là luôn gì các chị? Anh chị lặp lại cho em ha. Yêu cầu, à đúng rồi, anh chị quá chở luôn. Và bạn hãy coi vũ trụ như thằng đèn ấy. Từ xưa đến nay con người đã gọi thế lực tối cao này, hay gọi là đất tối cao, nói chung lại là thiên thần hộ mệnh. Thì bạn có thể thoải mái gắn cho thế lực tối cao ấy một cái tên gọi sao cho nó phù hợp nhất với bạn. Nhưng mà mọi cái quan niệm truyền thống luôn cho rằng thế lực tối cao đó là một vĩ đại hơn bản thân chúng ta, hơn bản thân chúng ta. Và thằng đèn luôn nói với bạn một cái điều rằng là mong muốn của ngài là mệnh lệnh cho tôi. Hiện tại ngày hôm nay anh chị muốn cái gì nhất ạ? Anh chị thật sự muốn cái gì nhất? Anh chị hãy nhớ một điều, mong muốn của bạn là mệnh lệnh của tôi nha. Anh chị chỉ cần có cái, anh chị chỉ cần biết cái điều anh chị muốn là được, nói với thằng đèn. Tối nay anh chị ngồi cái anh chị thử đi. Dạ, tối nay anh ngồi anh chị thử cầm cái cây đèn ha. Nhà còn cái đèn không anh chị? Nhà anh chị còn cái đèn không ạ? Cái chai đó chai dầu mà chị. Cái thằng đèn nó khác, cái chai dầu nó khác chứ.
Sao chị đưa cái chai dầu là chị biết à, đó là thằng đèn cũng phải có cái nắp cho nó chui, cái lỗ nó chui ra nha anh chị. Ý là bây giờ anh chị tìm cái gì không biết mà nó phải có cái lỗ cho nó chui ra. Chứ giờ bịt nắp cứng ngắc rồi, cái lỗ chui ra được sao? À có cái đèn pin. Anh Hảo anh nói có cái đèn pin, nhờ cái đèn pin rồi nó phải có cái lỗ cho ta chui ra, cái anh chị nên nó thực tế chúng, có nghĩa là cho nó biết cái người mà nó tin. Ví dụ như chị lấy cái lọ đây này, đây là thằng đèn đó, là mở nắp chui. Ê, từ từ chui ra chưa, chưa yểm bùa. Bây giờ chị nhắc ra cái là anh chị phải có cái lời đó, nó chui ra mất công nó chui lại vô, nó là anh chị phải biết là cái điều anh chị mong muốn là cái gì. Bắt đầu mở ra thằng đèn ra, bắt đầu xoa. Đầu tiên phải xoa xoa trước cái anh chị, xoa cho nó nóng, rồi nó nóng lên, nắp nóng ra, mở nắp cho chui ra cái chị. Rồi thằng đèn bây you, xin chào ngài. Rồi thằng đèn là phải có cái giọng đó các anh chị, thằng đèn là phải có cái giọng. À cái xong cái thằng này nó này, xin chào ngài, mong muốn của ngài là mệnh lệnh đối với tôi. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngài đang thực sự muốn cái gì? Xin hãy cho tôi biết để tôi đi thực hiện cái mệnh lệnh của mình. Chứ tôi ngủ ở trong đó, tôi ngủ nó lâu quá rồi, tôi ngủ nó lâu quá rồi. Bây giờ để cho tôi biết cái mệnh lệnh để tôi đi thực hiện được không các anh chị? Tối nay làm liền nha chị. Ok, 30 tháng 6 này tôi thật sự mong muốn có 500 triệu tiền lợi nhuận, bạn đi thực hiện cho tôi nha, được không? Ok ngài, mong muốn của bạn là mệnh lệnh cho tôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi cái mệnh lệnh rất là cao cả, tôi đi thực hiện giúp cho bạn đi. Ok các anh chị được không ạ? Nhớ cái chỗ này là đậy nắp lại để nó chui vô lại đó chị nhớ. À rồi, cứ nên để cho thằng đèn đi làm việc, lâu lâu hỏi thăm thằng đèn có khỏe không hay cái gì, chứ anh chị đừng có hỏi em nó nghe thằng đèn, rồi cuối cùng mình đi mình mang lại cái mục tiêu tôi đâu rồi. Đừng có hỏi mấy câu đó các anh chị nha, chỉ là hỏi thăm mà đi đường xá bình an như thế nào hay thôi. Còn đã giao nhiệm vụ là phải tin tưởng được không các anh chị? Giao nhiệm vụ là phải tin tưởng ha, không có lâu lâu kêu dễ nó nghe là mình đi dạo này đi mấy ngày rồi chưa thấy đâu anh chị, không có được, đừng có kêu kiểu đó, tao không ưa đâu, tao đang thực hiện nhiệm vụ mà cứ lâu về là không có được các anh chị nhá. Tiếp tục các anh chị, câu chuyện trên nó mô tả cái phương thức mà toàn bộ cuộc sống của bạn và mọi thứ trong đó đã tạo ra bởi bạn. Vị thằng đèn chỉ đơn giản là đáp lại mệnh lệnh của bạn. Đọc lại thêm ha, đơn giản là đáp lại mệnh lệnh của bạn. Thằng đèn chính là luật hấp dẫn và nó vẫn luôn hiện diện. Anh chị đọc lại, luôn hiện gì? Luôn lắng nghe theo những gì mà bạn suy nghĩ, nói và hành động. Theo những gì suy nghĩ, nói và hành động. Suy nghĩ, nói và hành động. Vì thằng đèn đó cho rằng mọi thứ bạn muốn có là những thứ bạn nghĩ đến, nói đến và hay thực hiện. Bạn là ông chủ của vũ trụ, thằng đèn luôn có mặt để phục tùng bạn. Phục tùng bạn, thằng đèn không bao giờ thắc mắc về các yêu cầu của bạn, chỉ cần bạn nghĩ đến và nói ra, nghĩ đến và nói ra, thằng đèn sẽ ngay lập tức sử dụng sức mạnh của vũ trụ thông qua những con người, tình huống và các sự kiện để hoàn thành điều ước của bạn. Hoàn thành điều ước của bạn, ví dụ không các anh chị, mọi thứ đó rõ ràng. Anh chị có thằng đèn trong tay, vì bạn chịu nước không ạ? Ai cũng có thằng đèn trong tay hết các anh chị, quan trọng là anh chị có dùng không, quan trọng là anh chị có tin không. Không tin thì phí nha, nếu mà anh chị không xài được thì phí nha, có phải vậy không các anh chị? Anh chị đã mất bao nhiêu năm anh chị không xài cái thằng đèn của mình rồi ạ? À, có một số chị là nó 40 năm, có một số chị nói là mười, 20, 30, 40, 50 là chị 50 năm mà 32 năm, đúng không? Đúng rồi, thông minh quá. Mình quá thông minh, quá xuất sắc. Là 32 năm, đúng rồi. Là như thế này. Cái này là bao nhiêu? Cái này là 53 hay là 35 nha chị? Đúng anh chị luôn á. Cái này là 53 hay là 35? Đúng rồi, cái này chơi chữ thì em cũng không biết là 53 hay 35 à. Nhưng mà em đã tính như nè, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 80 năm. Đó, đây là ba ba đáp án. Rồi, các anh chị ha. À, vậy thì câu hỏi đặt ra là anh chị đã không xài nó bao nhiêu năm rồi? Vậy thì bây giờ các anh chị có chịu xài không?
Bây giờ trong những năm còn lại anh chị có chịu xài không? Có nên dùng không các anh chị? Vậy thì anh chị phải mở mắt ra, anh chị phải nghĩ đến ngay cái cây đèn thần của mình. Rồi nó luôn ở bên cạnh các anh chị á. Nhiều khi á, sợ anh chị ngủ á, không ngon nó phải ở kế bên các anh chị. Vì vậy nên là các anh chị phải luôn nhớ rằng là mở mắt ra là anh chị phải luôn nhớ đến cây đèn thần của mình. Nhớ để làm gì các anh chị? Nhớ để làm gì các anh chị? Để sử dụng, để yêu cầu, để yêu cầu. Ví dụ như các anh chị sắp đi cà phê thì các anh chị gì? Thường thường hồi xưa em có cái chuyện là đi đám cưới, anh chị lúc cưới dùm cho cha cho mẹ em. Hồi xưa rảnh lắm. Mà hồi xưa không, em nói với các anh chị là em đã từng một ngày ngủ có mấy tiếng, em đã rất là nhiều thời gian đó. Mà không biết làm gì, các anh chị nhớ không? Sáng em có đăng đó các anh chị. Nên là hồi xưa em rất là rảnh. Em hay đi có cái chuyện là đi đám cưới dùm cho cha mẹ. Cha mẹ không có đi, cha mẹ cho em đi. Thì em thường hay là em rất là ngán cái kiểu là đi tới đám cưới mà chặt chội nóng nực. Mà mặc đồ thì đám cưới mặc đồ đẹp chứ ai đi mặc đồ nó không đẹp. Mà mặc đồ đẹp thường là nó hơi rườm rà chút. Nó này đi tới đám cưới là nó hơi rườm rà nóng nực. Thì em luôn có cái yêu cầu là trước khi đi là em luôn yêu cầu trước là bây giờ tới đám cưới là làm sao không biết. Phải cho chị ngồi cái chỗ nào mà mát mẻ nha. Mà mát mà theo kiểu mà mát mà nó mát, mát rượi. Chứ không phải là mát theo kiểu mà hầm nóng nực. Đó, mát rượi á, nói chung là mát rượi, mát làn da nó mát mà nó dịu nhẹ cho chị. Đó, và chị đi tới đó là phải có người dắt xe. À, ngại nhất là cái chuyện mà dắt xe, dắt đồ. Đi sau lại đi tới đó là phải có người dắt xe cho chị nha. Dắt xe, dắt vô, dắt ra, nói chung là đi chị bước vô là phải có người chào nha. Không chào không thích đâu. Phải có người chào. Và đi vô là phải chào đồ, chào chị rất là nhiệt tình. Và tất cả mọi người đó là ai cũng hào hứng khi nhìn thấy chị. Đó. Đây là gọi là gì các anh chị? Hay gọi là gì? Yêu cầu và đưa ra mệnh lệnh cho cái bạn gì? Cái bạn thằng đèn đó. Cái bạn thằng đèn các anh chị. Còn các bạn đó có làm hay không kệ, không biết, giờ cái yêu cầu nữa cả. Nhưng mà thường là em đều đạt được cái điều mà bạn luôn cho em ngồi chỗ mắt. Và tất nhiên là mọi người sẽ luôn là gì ạ? Rồi chào hỏi em. Và em đi tới đâu là các anh chị biết rồi. Cái người làm màu các anh chị đi tới đâu cũng để người ta ngó hết đó. Nên là nên cái điều đó là sao ạ? Em đã yêu cầu bạn như trụ bạn, các bạn thằng đèn như vậy. Vậy chị cái câu hỏi đặt ra là mỗi buổi sáng anh chị mở mắt ra, anh chị nhớ tới ai ạ? Đúng rồi, nhớ tới các bạn thằng đèn. Và hôm qua em đã có một cái sự việc nó xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Cái chuyện đó không có tốt. Cái chuyện đó là của những người xung quanh thôi. Thì nó cho em một cái bài học lần là tại vì cái người đó họ không ra quyết định cho anh chị. Ở đây nó mới dẫn ra là họ có một cái chuyện nó rất là không tốt xảy ra cuộc đời họ. Chỉ câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại gặp cái chuyện như thế. Thì đơn giản là họ không ra quyết định thôi. Và họ không biết xài, họ xài cái thằng đèn của mình nó bị lầm lẫn ấy. Thì bây giờ chúng ta mới, em mới cảm thấy rằng là mình rất là may mắn. Bởi vì mình biết là mình đang có thằng đèn. Mình biết là mình đang có tiềm thức. Ở đây là em đã có một cái giác ngộ là nếu như bây giờ em không có tận dụng cái thằng đèn của mình để đưa ra những cái quyết định thông minh trước khi bước ra đường hoặc là trước khi làm cái việc gì đó, thì có thể rằng là những cái chuyện không tốt nó sẽ đến với mình. Đó nên là mình đã vô tình, mình được may mắn, mình biết cái thằng đèn rồi. Thì ngày hôm nay trở về đi là mình phải liên tục nhớ sử dụng và nhớ yêu cầu những điều tốt đẹp nhất xảy ra trong cuộc đời của mình. Anh chị đồng ý không ạ? Em cái chuyện đó nó không tốt, em không dám kể ra đây. Nhưng mà khi mà các anh chị biết được thì anh chị mới thấy rằng là anh chị may mắn hơn biết bao nhiêu con người mình kia. Anh chị đang biết có thằng đèn và anh chị biết cách là anh chị có thể chọn được cái kết quả anh chị mong muốn. Và mọi người đó họ không biết các anh chị, bởi vì họ không biết. Nên họ vô tình họ nói một cái điều gì đó, họ vô tình họ ra một quyết định gì đó nó không có thông minh, để dẫn đến gia đình họ hoặc là bản thân họ phải gặp cái tình cảnh mà không an toàn như vậy. Anh chị yêu hiểu nó mà. Ở đây là một lần nữa em cảnh tỉnh cho các anh chị, khi mà các anh chị mở mắt ra đó, cái điều đầu tiên anh chị hãy nói là gia đình các anh chị, con cái các anh chị nè, cha mẹ các anh chị nè, bản thân các anh chị nè, hôm nay sống bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn cho em nè, được không các anh chị? Tối nay trước khi mà các anh chị đi ngủ á, trước khi mà các anh chị nhắm mắt lại các anh chị ngủ á, thì các anh chị cũng phải ra quyết định là gì? Cha mẹ này, con cái này, chồng con các anh chị, vợ con các anh chị này, gia đình các anh chị nè, bản thân các anh chị nè, sống khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc trọn vẹn đến 180 tuổi được không các anh chị? Ngay cái điều này thôi á là đã giúp cho các anh chị sống hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời này.
Nên là một lần để em cảnh tỉnh cho anh chị, trước khi đi ngủ dù có bận bịu, dù có buồn ngủ cỡ nào chắc nữa cũng ráng mà la làng lên cho em cái câu đó được không? Rồi trước khi mà mở mắt ra, dù có gấp cái gì gấp đi chăng nữa thì cũng mở mắt ra từ từ. Hôm nay gia đình của tôi bình an rồi, cha mẹ tôi, gia đình tôi, bản thân tôi, con cái của tôi hạnh phúc tròn vẹn, khỏe mạnh, bình an tròn vẹn, sống đến 120 tuổi trước rồi đã các anh chị. Rồi anh chị muốn làm gì đó anh chị làm, anh chị đi uống thuốc thanh lọc rồi anh chị vô dung, anh chị làm gì anh chị làm được không các anh chị ơi? Làm gì em được mà trước khi, tại vì em đã là gì, em đã chứng kiến một cái tình cảnh không có đẹp mấy đâu các anh chị, nó rất là không có an toàn luôn cho cái gia đình đó. Nhưng mà sau đó em đã giác ngộ cái bài học là ngay bây giờ, ngay lúc này mình phải gì ạ, phải cảnh tỉnh bản thân của mình, phải nghiêm túc hơn với cái luật hấp dẫn này, nghiêm túc hơn với cái sức mạnh này các bạn, bởi vì mình quá may mắn mà mình biết tới những cái thứ như thế này. Và em cũng xin gửi cái điều này đến cho các anh chị, ok không các anh chị ơi? Đó, và anh chị giữ được cho anh chị này, gia đình các anh chị sống hạnh và sống khỏe mạnh bình an đầu tiên, nó là cái điều quá là tuyệt vời rồi các anh chị. Đó là một cái điều mà cơ bản để các anh chị ứng dụng luật rồi đó. Đó là cái điều mà đầu tiên anh chị sẽ được gì, được nhận lại khi mà anh chị ứng dụng luật rồi đó. Giàu có thì chắc chắn là anh chị phải giàu rồi. Thôi. Uống người giùm em nha anh chị ơi, tỉnh táo. Đó, bắt đầu rồi. Bởi sao biết không ạ? Anh chị đấy, thì cũng có một số anh chị ngồi im nhìn nó, em không hiểu nổi. Đó, nó uống người cho em không có đọc tên thì ai tự động tự biết tự làm. Đúng rồi. Uống giùm cho em nó tỉnh. Rồi ok, và cái chị dùng nước ha. Anh chị lật qua cho em cái trang gì ạ? Quy trình kiến tạo không? Anh chị không nhớ cái gì cũng được, nhưng mà anh chị phải nhớ quy trình kiến tạo. Lặp lại cho em ạ, quy trình kiến tạo. Kiến tạo là mình kiến tạo nên cái gì đó đúng không các anh chị? Đúng rồi. Đúng rồi. Quy trình kiến tạo. Thì anh chị ha, anh chị chỉ cần quy trình kiến tạo, nó sẽ giúp cho anh chị tạo ra những gì mình muốn chỉ bằng 3 bước đơn giản. Rồi anh chị lặp lại ha, tạo ra những gì mình muốn bằng 3 bước đơn giản. 3 bước đơn giản như sau. Thứ nhất là yêu cầu. Lặp lại cho em là thứ nhất là yêu cầu. Bước số 2 là phải tin tưởng. Bước số 3 là đón nhận. Rồi, anh chị nhớ 3 bước này cho em mà được. Được không các chị? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi xem là yêu cầu như thế nào, tin tưởng là ra làm sao, đón nhận là như thế nào. Và ba cái bước này kể từ giây phút này trở về đi, anh chị phải luôn luôn ghi khắc ở trong tim của mình. Được không các anh chị? Nếu như có lật cái cuốn sách luật hấp dẫn này quay trở lại thì anh chị cũng phải dòng tới cái chỗ này, anh chị đọc trước cho em. Đây là phần trọng tâm của cái bài, phần trọng tâm của cuốn sách này. Được không các anh chị ơi? Còn mấy cái râu ria hồi nãy giờ hôm qua chúng ta đọc giờ là để nó gia tăng cảm xúc cho các anh chị, để cho các anh chị hiểu đầu đuôi gốc rễ. Nhưng mà đến cái phần này là phần quan trọng nè, nó vô cho game được không các anh chị? Nếu như không có nhiều thời gian mà muốn ôn lại được hấp dẫn thì lật cuốn sách này ra đến trang 47 và đọc trước cho em. Anh chị có đồng ý không? Yêu cầu. Hồi nãy em đã ví dụ các anh chị cái câu chuyện mà em theo đi ra ngoài đường á, mỗi lần đi ra ngoài đường thì yêu cầu, và mỗi lần anh chị mở mắt ra anh chị phải nhớ đi luật hấp dẫn để các anh chị phải yêu cầu. Mỗi khi trước khi anh chị đi ngủ anh chị cũng phải yêu cầu. Đó là những yêu cầu cơ bản. Bước đầu tiên đó là yêu cầu. Hãy đưa ra một mệnh lệnh gửi đến vũ trụ. Hãy cho vũ trụ biết bạn muốn cái gì. Vũ trụ sẽ phản hồi lại những cái suy nghĩ của bạn. Lặp lại cho em ạ. Cho vũ trụ biết mình muốn cái gì. Tôi luôn cho vũ trụ biết rõ cái thứ tôi muốn. Bạn thật sự muốn cái gì? Hãy ghi nó ra trong một mảnh giấy anh chị. Anh chị có tờ giấy quyền năng chưa?
lấy cái tờ giấy quyền năng em coi hỉ. Dạ anh chị thật sự muốn cái gì ạ? Hôm qua em có nói chuyện với một vài chị nói là chồng chị không có như chị mong muốn. Thế em mới nói là bây giờ chị muốn chồng chị như thế nào, chị ghi ra tờ giấy đi. Chị nói là em ơi, chị thấy chồng chị gia trưởng, chồng đi trường trước giờ ổng rất là, thứ nhất là gia trưởng, hai nữa là không có được gọi là dễ thay đổi đấy các anh chị. Nên là theo chị nghĩ là chắc không được đâu. Các anh chị nào ở đây nghĩ vậy không ạ? Chị ở đây có nghĩ vậy không ạ? Anh chị có biết em ghi vô cái tờ giấy là chồng hiểu yêu chiều nuôi, à cái này thiếu cái nuôi nghe, thiếu cái nuôi. Anh chị có biết là sao mà em phải ghi vậy không ạ? Tại vì là đa số các anh chị là đều gặp cái người chồng chưa được cái này đúng không? Đa số đúng không? Đa số là chưa được cái này đúng không? Có phải tất cả các anh chị ở đây á, là đều muốn cái người chồng của các anh chị phải hiểu các anh chị, yêu các anh chị, chiều các anh chị không? Và đặc biệt phải nuôi các anh chị nữa. Có phải vậy không ạ? Nhưng mà em hỏi các anh chị, có bao nhiêu anh chị ở đây đã viết cái điều đó ra ngoài chưa? Chưa. Chưa thì bây giờ em phải viết ra đây chị biết không? Em viết bản mẫu ra là bản mẫu dành tặng cho các anh chị đó. Em biết chắc luôn các anh chị sẽ gặp cái tình cảnh này và các anh chị không biết viết làm sao. Nên là em đã viết bản mẫu cho các anh chị luôn. Và em biết chắc là các anh chị đến đây là đa số ha, em không nói tất cả nhưng mà một phần thôi là các anh chị sẽ gặp cái tình cảnh này. Nên là các anh chị phải viết cái này ra. Và chỗ này em thiếu cái chữ nuôi rồi các anh chị ha. Hiểu yêu chiều nuôi. Được không các anh chị? Là tất cả các chị em phụ nữ ở đây ha, sau 60 ngày hoặc là sau 90 ngày là các chị phụ nữ cứ yên tâm, chồng của các chị tự nhiên thay đổi, tự nhiên hiểu các anh chị hơn, yêu chiều các anh chị hơn, và dạ, thậm chí là có tiền nuôi lo cho các anh chị. Còn tiền của các anh chị là để làm gì? Gia tăng tài sản, làm giàu cho bản thân, được không các anh chị? Anh chị có đồng ý không ạ? Bước đầu tiên là các anh chị phải yêu cầu để trong tâm trí đủ chưa? Phải viết ra đâu ạ? Tốt nhất là anh chị phải viết ra giấy. Anh chị lặp lại với em nào, viết ra giấy. Rồi một số anh nam thì sao ạ? Một số anh nam anh cũng ghi luôn. Vợ ơi sao ạ? Hiền dịu hiểu yêu chiều, ngọt ngào, lãng mạn gì đó các anh chị cứ thích. Các anh chị muốn cái gì anh chị cứ ghi ra chơi. Anh chị phải ghi đúng cái thứ anh chị muốn. Ví dụ như á, có một số chị ở đây á, chị thích là chồng của các anh chị là phải gì ạ? Hiểu yêu chiều nuôi các anh chị. Nhưng mà các anh chị ngồi các anh chị đắn đo, chồng của mình là chắc chắn là không bao giờ hiểu mình rồi, mà cái kiểu ổng là không bao giờ chiều chuộng mình được rồi, mà cái kiểu của chồng mình là cũng không bao giờ hòa hợp với mình rồi, mà cái chuyện mà nuôi mình chắc cũng cái chuyện này chắc cũng chưa bao giờ xảy ra. Thôi thì bây giờ mình sẽ chọn một trong bốn thôi, chứ chọn hết nó lâu quá. Cái bắt đầu mới đắn đo, hay là chọn hiểu ta, hay là chọn chiều ta, hay là chọn núi, hay là chọn hòa hợp, và chọn cái gì các anh chị? Cái ngồi đắn đo mới chọn gì, cuối cùng không chọn luôn. Thì tốt nhất là anh chị viết hết tất cả những cái thứ anh chị muốn ra giùm em được không ạ? Có nghĩa là anh chị có công nhận là nếu như cái người chồng các anh chị mà đủ hết những cái thứ anh chị muốn á, thì anh chị mới hoàn toàn hạnh phúc không ạ? Anh chị mới hoàn toàn là cảm thấy là nó hạnh phúc trọn vậy không các anh chị? Vậy thì giả sử như anh chị ra yêu cầu là anh chị yêu cầu là người chồng các anh chị chỉ có hòa hợp với chị, hiểu anh chị thôi, thì em cho chắc đi là 60 ngày nữa hoặc là 30 ngày nữa chồng các anh chị sẽ chuyển sang chế độ là hiểu các anh chị. Nhưng mà ba cái thứ này vẫn còn chưa được, vậy anh chị lại phải tốn thêm một cái thời gian nữa để ngồi là phải giúp cho anh chồng của các anh chị, phải chiều các anh chị nữa, phải mất 60 ngày huấn luyện não rồi huấn luyện tìm thức, huấn luyện vũ trụ luật hấp dẫn rồi các kiểu, anh chị phải mất thêm 60 ngày cộng 60 ngày nữa là 120 ngày nữa. Anh chị hiểu vấn đề không đó? Thì thôi bây giờ các anh chị làm luôn một lần đi, thì nó chỉ mất 60 ngày là cái người chồng các anh chị sẽ hoán đổi hết tất cả. Anh chị hiểu em nói không ạ? Nên là bài học ngày hôm nay hãy cứ viết ra những cái thứ mà anh chị thật sự muốn nhất, không có được ém lại, chỉ có viết ra thôi, và viết trên tinh thần là được thì quá tuyệt vời, còn đừng có ngồi đó suy nghĩ là được hay không nha anh chị nhé. Rồi tối nay anh chị làm gì đó giúp em được không ạ?
anh chị cứ viết ra những cái thứ anh chị thật sự mong muốn, đặc biệt là cái người chồng, cái người bạn đời các anh chị. Tại sao cái người bạn đời các anh chị nó như cái dự án đầu tư các anh chị vậy đó, nó sẽ gắn liền với các anh chị đến suốt cái cuộc đời này, suốt cái cuộc đời này lắm đó. Nên là anh chị phải sao ạ, phải viết nó ra, nó như cái dự án đầu tư của anh chị. Anh chị cứ yên tâm đi, anh chị cứ ra quyết định đi ha. Vợ chồng các anh chị riết rồi cũng hiểu chiều các anh chị thôi. Rồi vậy anh chị đã biết cái chữ yêu cầu chưa ạ? Rồi anh chị có không biết là em làm những cái trò mèo đó, các anh chị nghe xong các anh chị có gọi là anh chị có bị cái chữ yêu cầu nó vô tiềm thức các anh chị không ạ? Là em đang muốn, tại vì anh chị phải hiểu rằng là anh chị có hai cái con người, anh chị ngồi đây anh chị học á, ý thức các anh chị có thể biết, nhưng mà vấn đề cái bạn tiềm thức ở bên trong các anh chị nó không hiểu thì nó sẽ không có khiến cho các anh chị hành động. Tại vì cái đứa hành động là cái con tiềm thức chứ không phải là cái bạn ý thức. Cái bạn ý thức mà nó hành động là nó lười lắm các anh chị, nó làm như là cái chuyện nó to tát lắm trong cuộc đời này, nhưng mà cái bạn tiềm thức búng tay cái là được thôi. Thế nên là anh chị ngồi đây á, là anh chị ráng mở cái lòng ra, mở thoải mái ra để em gì ạ, để em gửi hết tất cả vô các bạn tiềm thức của các anh chị, để tiềm thức các anh chị nó nạp luôn rồi ngày mai nó làm giúp cho các anh chị luôn, được không các anh chị? Bao nhiêu số các anh chị học tập với... chưa đó chưa dám nó giơ tay luôn các anh chị, tôi còn nói chưa xong cái câu nữa nó giơ tay rồi. Bạn chị em hỏi cái gì là bao nhiêu số cái gì khi mà học với em ha, các anh chị cảm nhận rằng là cái khả năng hành động các anh chị nó cao hơn thì các anh chị có thể giơ tay cho em biết được mà. Rồi em cảm ơn các anh chị, còn anh chị không giơ tay thì sao? Rồi bây giờ em hỏi các anh chị nè, nếu mà anh chị học một cái lượng kiến thức mà nó hay nhưng mà sau đó anh chị không có làm gì cả, anh chị vẫn cứ sống cuộc sống cũ, thì liệu là có cái gì thay đổi trong cuộc đời các anh chị không? Ở đây là em hàng ngày em phải nghĩ, em phải tạo ra các những cái tình huống, những cái điều để cái bạn tiềm thức của các anh chị nó bị thay đổi đi. Và ngay cái ngày hôm sau thôi là cái bạn tiềm thức đó phải giúp cho các anh chị thay đổi. Ví dụ như là uống nước các anh chị. Anh chị có biết rằng là chỉ cần anh chị ngồi để học Zoom với em 4 tiếng đồng hồ thôi là qua ngày hôm sau anh chị tự động đi lấy ly nước anh chị. Anh chị có công nhận em không? Và anh chị có biết là em đang làm cái trò mèo uống nước này cho các anh chị gì ạ? Bị ảnh hưởng vô tiềm thức các anh chị đó. Nên là em phải làm đúng mọi trò cho các anh chị để gì ạ? Anh chị có biết tại sao em vừa khoe tờ giấy này lên? Khoe lên để làm gì? Anh chị có biết tại sao em phải ghi màu mè cho xinh, cho đẹp, ngay ngắn, hàng ngay thẳng lối không các anh chị? Để làm gì ạ? Để em muốn là khi mà em vừa dập qua cái con mắt của các anh chị đó, là cái bạn tiềm thức của các anh chị nó ghi nhận liền và qua ngày hôm sau nó phải làm liền. Em làm tới mức như vậy mà cái bạn tiềm thức các anh chị còn chưa làm, chứ đừng có nói mà gửi qua cho các anh, đừng có nói mà anh chị ơi bây giờ anh chị về anh chị viết cho em là cái điều mà các anh chị mong muốn, anh chị viết 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 ra rồi xong rồi là các anh chị dán lên tường, các anh chị để đó anh chị nhớ anh chị đọc nha. Em đố các anh chị luôn, một tháng sau các anh chị còn chưa làm nữa, đúng không ạ? Mà vậy thế còn chưa làm nữa, chứ đừng có nói mà nói với các anh chị bằng cái ngôn ngữ lời văn. Nên là anh chị phải hiểu rằng là anh chị dạy con các chị, anh chị dạy ai cũng vậy ha, anh chị phải hiểu một điều, nếu anh chị không đưa vô cái tầng tiềm thức ấy, thì cái người đó họ sẽ không có làm đâu, trừ khi cái bạn đó phải có ý thức rất là cao và cái khao khát cực kỳ lớn, còn không á còn mơ cũng làm cho. Vậy thì bây giờ em hỏi các anh chị là anh chị viết cái tài này chưa, nhưng mà em nói các anh chị nghe nè, anh chị thấy tài đẹp không? Bây giờ thấy khi mà anh chị đọc vô cái tờ giấy này anh chị thấy là nó vô tiềm thức các anh chị không? Nhưng mà em hỏi các anh chị nè, bao nhiêu số các anh chị làm cái tờ giấy nó giống y chang em? Cái câu hỏi đặt ra là em tại sao em làm đẹp các anh chị? Em làm nó đẹp á, là để gì ạ? Để nó là một cái bản mẫu cho các anh chị sao chép. Nhưng mà các anh chị viết
cho xin gửi cho gửi một vài cái bản mẫu, cái bản sao chép bị lỗi thì chị lên giùm em được không? Anh chị sao chép nếu mà anh chị làm giống y như này nè, anh chị phải tăng, anh chị sẽ tăng được cái độ gì ạ, cái độ gọi là tiềm thức anh chị nó sẽ nhiễm đó. Đây đây em xin mời chị Nương, chị Nương chị mở mắt ra cho cái đại tẩu đại tỷ ở đây quan sát cái tờ của chị được không ạ? Ok em chiếu cái mic kia, mở cái mic của chị Nương cho các anh chị xem này đó. Không phải chị Nương đâu, đây đây các anh chị cứ gì ạ, các anh chị cứ thực tế cho em đi, hôm nay em cho các anh chị bài học nhớ đời. Chuyển hot qua cái máy bắt bút cho chị. Chị Nương ơi, chị mở mic đi chị Nương ơi. Chị Tiền Nguyễn cũng sắp mở mic giùm em được mà. Chị Nương mở mic lên tiếng nha chị ơi. Bạn Nương nói là mở chưa được, xin mời đội hỗ trợ thì giúp bạn Nương mở mic nha. Các anh chị xem nè, đó. Này. Rồi chị Nương mở mic đi ạ. Rồi. Đúng rồi đó. Xin Hay mời hai tờ giấy quyền năng các anh chưa? chị. Hay chưa? Các chủ tịch nhà mình thấy chưa? Đây là khả năng sao chép. Sao chép quá giống anh chị. 99,9999%. Rồi, vậy thì cảm ơn chị Nương rất nhiều. Em xin mời cái bản sao chép của chị Tùy Nguyễn ạ. Rồi, xin mời chị mở mic lên tiếng ạ. Có anh chị nào nữa, anh chị khoe hay là nên giùm em để cho anh chị giác ngộ một cái điều là bản gốc làm sao mà bản sao chép làm sao. Để anh chị thấy cái bản của chị Tùy Nguyễn, giờ chị Tùy Nguyễn lên tiếng lại cho em ạ. Dạ đây ạ. Ok, bản này nó cũng khá đẹp các anh chị. Rồi, chị kéo xa ra giùm em ạ, kéo xa ra. Kéo xa ra chị, kéo xa ra nữa chị. Rồi, anh chị nhìn ra lợi nhuận 40 triệu, da trắng, đẹp, body chuẩn, chồng chiều, hiểu mình, các con thông minh. Đó, nhưng mà các anh chị ha, chị có thấy là, ok, chị Tuyền Nguyễn nha. Các anh chị có thấy là đây có một gạch ý nó rõ ràng không anh chị? Một, hai, ba ý. Đó, còn của chị nhìn vô một đống chữ. Chị tìm hiểu ý nó, chị đang sao chép một cái rất là giống, đó chính là chị làm chữ màu mè đẹp, nhưng mà các anh chị phải hiểu là nó bị thiếu nè, ý nè, ý nè, ý nè, tất cả nếu mà anh chị có khả năng quan sát tốt rồi là anh chị sẽ viết được. Ở trên em thư có ghi cái góc nè, và một cái điều nữa là em ghi nó rất là đơn giản để làm cái gì biết chị biết không, tiềm thức nó nhìn vô một rừng chữ nó khoái không các anh chị, nhìn vô một rừng chữ lên nản rồi. Anh chị phải ghi làm sao mà nhìn vô là thấy là chồng yêu yêu chiều đó. Tại sao em phải gạch nối để làm cái gì, để cho các bạn tiềm thức nó hiểu các anh chị. Rồi, cảm ơn chị Tiền Nguyễn ha, chưa được rồi, ít ra diễn hơn bao nhiêu con người khác. Rồi anh chị nào còn muốn khoe cái phiên bản của mình lên không các anh chị? Còn xin mời bạn Điểm Đặng Văn có thể là khoe cái phiên bản của bạn lên được không ạ? Còn hơn là một số bạn khác chưa có cái bản này, ít ra nó cũng hơn các anh chị, ít ra nó cũng gì à, bạn Điểm Đặng Văn có thể mà bắt giùm không ạ? Chị Yên Lựu có nè đó, chị Yên Lựu chuẩn bị mở mic được rồi, Yên Lựu ha. Rồi chị Yên Lựu mở mic được thì chị mở mic luôn đi ạ. Rồi, chị Phương Quách là chị Ngọc Thảo nhầm em ạ. Rồi xin mời ghi chữ em thì em không đọc được. Rồi anh lên tiếng rồi, anh gì quách gì đó, đúng rồi, cái gì 80 triệu thì lợi nhuận á, hòa hợp khỏe mạnh gì đó là dạy lên tiếng giùm em nè. Đó, ok chị Yên Lượng mở mic ra đi chị, anh chị nào có thì mở mic ra được không ạ? Nên chị dơ vậy có mình em thấy, còn những bạn khác thì không có thấy. Rồi chị Yên Lượng cái tờ của chị là nó có cái biểu hiện là nó không có được thẳng á. Giống như là chị tận dụng nó quá hay sao mà nó nhè nó Không ngầu phải, nó làm ý nhỏ nhỏ vậy. là bữa hôm một bữa em nói là dán đầu giường á, hồi nãy chị phải gỡ ra đó, chị đưa thôi À á, vậy hả, tại bữa em dặn chị làm hai tờ đi, có nghĩa là ngay chỗ bàn làm cho việc cái chị cái rồi dán đầu giường cái. Đúng rồi rồi à, rồi tại ok nó chị. dặn Bởi vậy rồi cảm ơn chị chị Lựu ha. mà. Rồi chị Ngọc nhóm Dung Lê nè, rồi ok Ngọc Lan, rồi các anh chị có ha, giờ em thấy hết đó, ok các anh chị mở mic cái trường nhanh này thôi, các anh chị em thấy hết rồi, em ghi nhận các anh chị ha. Rồi, không thì các anh chị để em quay màn hình lại cho những anh chị kia coi ha, cho anh chị quay lại lên đi ạ. Em quay màn hình một chút thôi,
À, chị Ngọc Lan chị giơ lại đi ạ. Rồi lát cái này em sẽ gửi vào nhóm cho các anh chị hay để các anh chị xem. Đó. Nên là các anh chị phải gì ạ? Anh chị về nếu mà cái bản các anh chị nó chưa giống anh chị về làm lại đi các anh chị ha. Chị viết lại giùm em đi. Thứ nhất là về chữ, chữ là các anh chị bớt chữ lại ha. Ngắn chữ còn tốt, con số cụ thể to rõ ràng, màu sắc lặt lèo lên cho em. Nha, nói chung là làm sao mà nó giống cái bản này càng nhiều càng tốt. Các anh chị nhé. Tại vì em hỏi nè, anh chị nhìn vô tài đây anh chị thích không? Cái vấn đề là anh chị nhìn vô cái tờ này anh chị thích không, nhưng mà tại sao anh chị lại không giống cái tờ này? Tại vì anh chị phải hiểu là tiềm thức các anh chị nó thích cái này thì anh chị phải làm sao cho nó giống cái này để cho tiềm thức các anh chị nó mê nè, tiềm thức các anh chị nó phải mê mẩn á, thì nó mới khoái nó mới làm cái chị. Cho nên là em hy vọng là các anh chị sao chép nó giống một chút ha, và anh chị nhớ cách dòng ra cho nó kỹ nè, đó để gì ạ, để nhìn vô nó rõ ràng. Rồi ok, cái tờ giấy quyền năng này anh chị phải làm cho em ha. Ở đây nè, vũ trụ tiềm thức luật hấp dẫn nói cho các anh chị nghe nè. Rồi anh chị ha, bước đầu tiên đó chính là chúng ta phải viết những cái điều mà chúng ta muốn ra giấy anh chị, yêu cầu á. Ok, cảm ơn các anh chị ha, các anh chị đắc mắt giúp em ha. Yêu cầu á các anh chị. Vậy là chị đã hiểu cái bước yêu cầu chưa? Em sẽ xong các bạn cái này xong luôn nha. Bạn thật sự mong muốn điều gì? Hãy ghi nó ra một mảnh giấy. Hãy viết chúng ở thì hiện tại ha, anh chị viết ở thì hiện tại. Bạn có thể bắt đầu viết như sau: tôi đang hạnh phúc và biết ơn bởi. Lát nữa các anh chị sẽ viết thư cho vũ trụ bằng cái công thức này được không ạ? Tôi đang hạnh phúc và biết ơn bởi vì vũ trụ đã hậu thuẫn cho tôi. Có được không các anh chị? Ok, sau đó anh chị hãy trình bày chi tiết về bạn muốn cuộc sống của bạn như thế nào ở cái khía cạnh khác nhau đó. Sau đó là anh chị sẽ trình bày cái điều đó ra. Bạn được quyền chọn những gì mà bạn muốn. Rồi ví dụ ha, em theo cũng có cái điều này cho các anh chị xem được không ạ? Ví dụ như là không những viết mà mình có thể làm những cái hình ảnh như thế này các anh chị. Ok ha, cái hình này là rồi, cái hình này nữa các anh chị. Đây, chiếc xe. Chiếc xe đó này các anh chị, đó. Rồi anh chị có thể thích cái chiếc xe gì đó anh chị có thể in ra. Anh chị có muốn thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái chỗ các anh chị làm ở trên Facebook nhiều lắm anh chị. Nó in hình sẵn cho các anh chị, có thể là khung nữa nè. Anh chị thích thì anh chị làm vậy cho đẹp, không thì các anh chị đi ra tiệm photo á, các anh chị in hình, in nhiều hình ra các anh chị về các anh chị dán lên. Đó, đây là những cái chiếc xe rất là đẹp. Anh chị nhưng mà phải là cái thứ mà anh chị thích nha. Đó, ví dụ như là cái người mà anh chị khao khát trở thành cũng có thể, hoặc là cái căn nhà mà các anh chị mơ ước. Đó, bắt đầu anh chị yêu cầu được không ạ? Tập thói quen gì ạ? Tập thói quen yêu cầu. Anh chị tập thói quen yêu cầu ha. Đó. Hết rồi các anh chị. Lạc nó hết trơn. Rồi anh chị có thể yêu cầu, hoặc là anh chị có thể in hình về các anh chị để trong nhà anh chị dán. Hoặc là anh chị để trong điện thoại, nói chung là anh chị phải để cho cái nơi nào mà anh chị tiếp xúc nhiều ấy. Anh chị có làm không? Để em khoe là này, anh chị có làm không? Rồi, tôi đang rất hạnh phúc và biết ơn ha. Cái anh chị ha, được quyền chọn những gì anh chị muốn, được quyền chọn những gì mà anh chị muốn, nhưng mà anh chị phải xác định được chúng một cách rõ ràng. Rõ ràng không các anh chị? Anh chị phải xác định chúng một cách rõ ràng. Ở đây là cái căn nhà mình khi mà ước anh chị toàn bộ nội thất là luxury, nó phải là nội thất luxury, từ bàn ghế cho tất cả là nội thất luxury. Đây là căn nhà mình mơ ước, vậy thì nó phải rõ ràng không các anh chị? Rõ ràng không ạ? Phải cực kỳ rõ ràng ha. Thì luật hấp dẫn sẽ không thể đem lại cho bạn cái thứ mà bạn mong muốn được. Nếu như mà nó không rõ ràng thì luật hấp dẫn sẽ không mang lại cho các chị những thứ chị muốn được. Và anh chị sẽ gửi đi những cái tần số bị nhiễu loạn. Làm lại cho em nè. Nhiễu loạn. Nhiễu loạn. Ok các anh chị. Và anh chị sẽ thu hút những kết quả hỗn tạp. Anh chị lặp lại ha. Kết quả hỗn tạp. Có thể đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh chị hãy cố gắng làm rõ những thứ mà anh chị thật sự mong muốn, làm rõ những thứ mình muốn. Giờ đây anh chị biết được anh chị có thể sở hữu, trở thành hoặc làm bất cứ điều gì và không có bất kỳ giới hạn nào. Lặp lại cho em ha. Sở hữu, trở thành, làm bất cứ điều gì và không có giới hạn nào cả. Vậy thì anh chị muốn làm gì?
Ok các chị lặp qua em trang 48 nha. Yêu cầu là bước đầu tiên trong quá trình kiến tạo. Vậy hãy tập thói quen đưa ra yêu cầu. Làm lại cho em. Tập thói quen đưa ra yêu cầu. Nếu bạn phải đưa ra một quyết định nhưng không chắc phải chọn gì thì hãy yêu cầu. Đừng bao giờ e ngại hay là bối rối trước bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Chỉ cần đưa ra yêu cầu. Làm lại cho em nè. Chỉ cần đưa ra yêu cầu. Em nhắc các anh chị nha, ở đây nó có một câu nè. Đừng bao giờ e ngại hay bối rối trước bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Đừng bao giờ e ngại hay là bối rối trước bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Nếu như bạn phải đưa ra một quyết định nhưng không chắc phải chọn gì thì đơn giản là hãy yêu cầu. À, hôm qua ví dụ như em đang đi mua cái ghế em ngồi các anh chị, ghế này ngồi nè. Tại vì cái mông nó em nó bự, em ngồi cái ghế mà nó nhỏ em ngồi được, mà cái ghế mà nó không êm em ngồi nó cũng không được, nên em phải đi lựa cái ghế nó phải vừa với cái người của mình và mình ngồi nó thoải mái nhất. Tại vì anh chị ha, anh lưu ý nè, anh chị cái ghế nó quan trọng lắm. Anh chị là những cái nhà mà gọi là nhà phát triển não bộ á, để mình làm việc bằng trí não á, thì cái ghế với cái bàn làm việc các anh chị nó khá là quan trọng. Anh chị có thể đầu tư cho cái bộ bàn ghế làm việc của mình nó phải hoành tráng lệ một chút. Anh chị có thể đến những cái nơi mà nó bán bộ bàn ghế, anh chị thử đi, anh chị sẽ thấy cái cảm giác mình được ngồi trên một cái bàn nó sang trọng, cái ghế mà nó đẳng cấp, anh chị ngồi nó thoải mái, anh chị cái tăng được cái độ làm việc của mình lên rất là cao. Thì em rất là, nhưng mà cái ghế của em là em tặng cho cha em rồi, thế thì em phải đi mua cái mới. Nhưng mà em đi lựa các anh chị, thì em lựa xong nó có hai cái kiểu ghế em rất là thích. Thế mà bây giờ em không biết chọn cái nào hết, bây giờ mua hai cái về nhà có ba cái rồi, bây giờ mua hai cái gì nó cũng phí. Anh này em mới bắt đầu em mới không có biết là đang chọn cái nào hết, thì em mới đặt câu hỏi là bây giờ mình đang chọn cái gì ta. Thì ở đây nó đúng cái trường hợp là gì ạ? À, nếu bạn phải đưa ra một quyết định nhưng mà không chắc phải chọn cái gì thì hãy gì, hãy yêu cầu. Thì lúc đó em chỉ yêu cầu là bây giờ mình muốn đưa ra một cái quyết định gì đó mà mình chọn được cái ghế nó đúng cái sự mình thoải mái, và nó phải vừa thoải mái và nó vừa sang trọng và nó vừa phù hợp với cái căn nhà, cái không gian nhà của mình. Rồi xong rồi để đó đi về, được không các anh chị? Là tự động là nó sắp xếp rồi nó đưa cái phù hợp tới. Các chị hiểu cái trường hợp này không ạ? Nếu như trong cuộc sống các anh chị đôi lúc ha, nó có những cái sự việc nó xảy ra không đúng cái chị mong muốn, lúc đó anh chị đừng có bất an nha. Mà chúng ta hãy nhớ là gì ạ? Đừng bao giờ e ngại hay là bối rối trước bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Có nghĩa là anh chị chỉ tưởng tượng là cái chuyện đó là nó xảy ra như vậy là nó không tốt cho các anh chị, nhưng mà chắc gì nó là không tốt, có khi nó lại giúp cho các anh chị thành công hơn sao. Đó nên là anh chị đừng có e ngại bối rối, mà anh chị hãy ra cái quyết định và anh chị hãy yêu cầu. Tôi yêu cầu rằng là cái việc này nó giúp cho tôi thành công hơn, việc này giúp cho tôi đạt được 500 triệu lợi nhuận, và mọi chuyện đang được sắp xếp trật tự linh thiêng, cơ thể của tôi vẫn khỏe mạnh bình an, gia đình tôi vẫn giàu có hạnh phúc trọn vẹn, được không các anh chị? Nên là em nhắc lại câu câu này cho các anh chị nè. Tại vì anh chị sẽ gặp cái tình cảnh này rất là nhiều. Đừng bao giờ e ngại hay bối rối trước bất kỳ điều gì anh chị mong muốn cho cuộc sống. Anh chị há điều gì trong cuộc sống. Mà hãy gì? Yêu cầu. Và đã từng nó có những anh chị em trong đội nhóm của em thôi, có thể là họ gì ạ? Em gặp được cái tình cảnh là họ không có phát triển tốt và em không biết làm thế nào hết. Thì sau đó là gì ạ? Mình mới đọc được cái câu này, thì đừng có e ngại hay là bối rối trước cái tình cảnh đó. Mà hãy gì? Hãy yêu cầu. Thế là em bắt đầu em ngồi lại em tĩnh tâm và em nói gì? À, ngay bây giờ, ngay lúc này, đội nhóm của tôi, những người đồng hành cùng tôi vô cùng giàu có, hạnh phúc, khỏe mạnh và cực kỳ giàu, cực kỳ tài giỏi. Được không các anh chị? Và sau khi em yêu cầu xong thì mọi chuyện nó diễn ra theo đúng cái yêu cầu đó. Okay. Vậy thì những cái tình cảnh lúc trước đó và cái e ngại, cái bối rối của em lúc đó nó có giá trị gì không? Đúng rồi. Nên là em muốn các anh chị tốt nghiệp cái bài học này, được không các anh chị ơi? À, vậy nên là chúng ta sẽ dừng lại tại đây ha, lát nữa chúng ta sẽ viết thư cho vũ trụ xong. Rồi bây giờ các anh chị sẽ có khoảng 7 phút để các anh chị giải lao, restroom, uống nước, giãn cơ, được không các anh chị? Sau đó chúng ta sẽ quay vào cái cuốn sách là gì, Tư duy triệu phú. Tại vì sao, mỗi ngày em sẽ cho các anh chị đọc ba cái loại sách khác nhau. Thứ nhất là sách giúp cho các anh chị hiểu về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức để các anh chị gia tăng được cái sức mạnh bên trong. Thứ hai là vừa cho các anh chị tư duy để các anh chị quản lý tiền, tư duy để các anh chị quản lý tiền, giữ được tiền,
và cái thứ ba là những cái cuốn sách cao hơn một chút về lãnh đạo hay là về những cái lĩnh vực mà anh chị giúp cho anh chị trở thành một cái người thành công. Được không các anh chị ơi? Anh chị hiểu vấn đề không ạ? Mỗi ngày sẽ có ba cái loại sách như vậy cho các anh chị. Tất cả đều có ý nghĩa trong cuộc đời của mình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị sau 7 phút nữa.